lạc viên Park Hang-seo bất ngờ đổi ý và trở lại dẫn dắt U22 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á và SEA Games 30. Đây là tin rất vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Như vậy U22 Việt Nam sẽ có được những con người tài năng nhất trên băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã công bố danh sách sơ bộ của U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Sau đây là 5 cầu thủ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại giải đấu diễn ra trong tháng 3 này, theo dự đoán của phóng viên Thể thao 247. Quang Hải tất nhiên là cái tên số 1 của U22 Việt Nam khi anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hải Con là niềm hy vọng ở mọi cấp độ mà anh tham dự. Với tài năng xuất chúng và sự từng trải, kinh qua những giải đấu khốc liệt nhất trong năm, Hải hứa hẹn sẽ tỏa sáng và là đầu tàu của U22 Việt Nam. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội vẫn duy trì được thể trạng và phong độ khi chơi tốt ở vòng loại Cúp C1 châu Á, V-League và AFC Cup. Ở vòng loại U23 châu Á sắp tới và xa hơn là SEA Games 30, sức tấn công và sự sáng tạo, thậm chí là cả khả năng nhả đạn của U22 Việt Nam cũng đều sẽ phải phụ thuộc vào Quang Hải. Nhiều người hẳn chưa quên màn trình diễn siêu đẳng của Quang Hải tại Thường Châu Tuyết Trắng năm nào, và người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng Hải Con sẽ thêm một lần nữa tái hiện lại phong độ xuất sắc đó để đưa U22 Việt Nam vượt qua vòng loại và tiến sâu tại vòng chung kết. Bên cạnh quả bóng vàng Nguyễn Quang Hải, một tuyển thủ U22 khác cũng sẽ là trụ cột của đội tuyển, Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ gốc Thái Bình là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2 năm liền. Hậu vẫn đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi là cầu thủ duy nhất trong lịch sử thi đấu cho cả 4 cấp độ đội tuyển trong một năm: đội tuyển quốc gia, U23, U20 và U19. Anh đã là trụ cột trong hành trình đăng quang AFF Cup của đội tuyển Việt Nam và Á quân U23 châu Á. Với sự chăm chỉ, miệt mài tập luyện và không ngừng phát triển, Văn Hậu hứa hẹn sẽ tiếp tục là nhân tố nổi bật ở mọi cấp độ đội tuyển và giải đấu tham dự. Rõ ràng, hậu vệ trái này được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và chắc chắn là nhân tố không thể thiếu của U22 Việt Nam trong hai chiến dịch lớn của năm 2019. Tiến Linh cũng như Quang Hải và Văn Hậu là những trường hợp hiếm hoi thành danh khi mới ở tuổi 20. Tuy chưa thể toàn diện như Quang Hải, nhưng Tiến Linh vẫn là một trong những ngôi sao tấn công bóng đá nổi bật của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mùa giải 2018, Tiến Linh thay thế lão tướng Anh Đức để gánh vác hàng công của câu lạc bộ Bình Dương. Anh đã có cho mình 15 bàn thắng và một kiến tạo, qua đó giành danh hiệu vua phá lưới nội V-League 2018. Nhìn rộng ra trong thế hệ cầu thủ của Tiến Linh, ở vị trí tiền đạo chẳng có ai xuất sắc hơn anh. Bởi vậy, vị trí trung phong trong sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam sẽ khó có ai xứng đáng hơn cầu thủ này. Chỉ có chấn thương mới khiến Tiến Linh lỡ hẹn với vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu. Số phận thật trớ trêu, lần này ngày trước thềm vòng loại, anh cũng dính một chấn thương phức tạp trong trận sơ cúp giữa Bình Dương và câu lạc bộ Hà Nội. Sự trở lại của Tiến Linh vẫn còn bỏ ngỏ, người hâm mộ chỉ có thể cầu nguyện và hy vọng anh sẽ sớm bình phục để một lần trong đời được làm kép chính, được tỏa sáng ở những giải đấu lớn. Trọng Sơ Vin hay Trọng San Tây, rất nhiều biệt danh gắn với chàng trung vệ gốc Hà Nội. Bởi ở tuổi 21, anh đã giành được quá nhiều sự chú ý bởi những màn trình diễn đỉnh cao. 21 tuổi, nhưng Đình Trọng đã là trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam, có phần điềm tĩnh, xuất sắc hơn cả người đàn anh Quế Ngọc Hải. Tỏa sáng cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu, dần dần trở thành thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia, giành chức vô địch Đông Nam Á. Quá nhiều màn trình diễn ấn tượng trong một năm. Chưa kể bên cạnh đó là chức vô địch V-League 2018 cùng câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên hậu quả cho những ngày tháng chinh chiến không biết mệt mỏi, đó là chấn thương gót chân dài dẳng. Đình Trọng đã phải vắng mặt tại vòng chung kết Asian Cup hồi đầu năm để trị giữ điểm chấn thương này, với hy vọng có thể dốc sức cùng U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30. Bởi vậy, người hâm mộ cũng như bản thân Đình Trọng rất kỳ vọng vào sự trở lại trong áo đội tuyển U22 Việt Nam. Nếu như có thể đạt 100% thể trạng, Trọng In sẽ là niềm hy vọng số 1 của U22 Việt Nam ở hàng thủ. Chẳng ai có thể gạt tên Tiến Dũng ra khỏi danh sách này sau màn trình diễn xuất sắc tại vòng chung kết năm ngoái ở Thường Châu. Ở giải đấu năm đó, tổng cộng Bùi Tiến Dũng đã cản phá thành công 4 quả penalty, là nhân tố không thể thiếu trong hành trình tiến tới trận chung kết của U23 Việt Nam. Có một vài sự lo lắng nhỏ với huấn luyện viên Park Hang-seo vào thời điểm này, đó là cảm giác bóng của Tiến Dũng, bởi trong khoảng thời gian khá dài vừa qua, Tiến Dũng đã không được thi đấu thường xuyên. Cụ thể, kể từ AGF 2018, Tiến Dũng ngồi dự bị rất lâu khi AFF Cup, anh là dự bị cho Văn Lâm. Tới vòng chung kết Asian Cup hồi đầu năm 2019, Tiến Dũng cũng không thể cạnh tranh xuất bác chính và đành dự bị. Sau giải đấu kể trên, Tiến Dũng quyết định rời Thanh Hóa để tìm bến đỗ mới, và đó là câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng gia nhập đội bóng thủ đô, anh cũng không được bắt chính bởi dính phải chấn thương cổ tay một cách khá vô duyên. Tính ra trong nhiều tháng gần đây, Tiến Dũng không thi đấu
và người ta lo ngại đôi chút về vấn đề này. Tuy nhiên với huấn luyện viên Park Hang-seo, đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Tiến Dũng vẫn thể hiện được bản lĩnh khi có cơ hội và chắc chắn niềm tin với thủ thành này là rất lớn ở vòng loại U23 châu Á sắp tới. Có thể thấy mỗi ngôi sao của U22 Việt Nam đều có những vấn đề của riêng mình, có thể là chấn thương hoặc động lực thi đấu. Nhưng trên tất cả, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể có được lực lượng mạnh nhất bởi những chấn thương của Tiến Linh hay Đình Trọng đều không quá nghiêm trọng. Việc tái lập thành tích lọt vào vòng chung kết U23 châu Á là mục tiêu đặt ra của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Xa hơn nữa là tấm huy chương vàng tại SEA Games 30. Bởi vậy, đây là thời điểm mà những ngôi sao trẻ của chúng ta cần phải có được sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng tỏa sáng. Thank you.